Mình chào bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh Điện tử Nam Duyên, kênh chuyên chia sẻ những kinh nghiệm về sửa chữa máy lọc nước dầu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà nó bị chết cái cục alaster hay là cục biến thế nguồn của máy lọc nước các bạn. Đấy thì thời gian vừa rồi thì mình cũng nhận được một số cái cuộc gọi của các bạn xem kênh của mình ấy, bảo là cái máy của nhà bạn ấy thì cứ rất hay chết cái cục alaster này, và khi thay cục mới vào thì được mấy hôm hoặc là được khoảng một tháng lại chết. Đấy thì mình cũng đã gặp một số trường hợp như vậy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách xác định những nguyên nhân mà nó dẫn đến cái việc mà cái nguồn alaster nó hay bị cháy các bạn nhé. Đấy, thì thường thường bị cháy thì các bạn thấy là nó sẽ sùn hết cái vỏ này các bạn, bốc khói nhá. Đấy, thì đối với cục alaster này mà nó bị cháy thì các bạn thì mà khi mà mình sử dụng ấy, thì cái này nó có nghĩa là cái nguyên nhân bản thân cái này nó tự khi mà trong quá trình sử dụng mà nó tự tự cháy ấy, thì nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi. Thì khi các bạn mà gặp trường hợp mà cứ máy mà nó bị cháy ở cục nguồn này thì các bạn phải tìm hiểu cái nguyên nhân của nó. Thì chúng ta khi mà chúng ta tìm hiểu được nguyên nhân dẫn đến cái nó cháy như thế nào thì các bạn khắc phục mới triệt để nhé. Đấy, ví dụ như chúng ta bị bệnh thế thôi, các bạn thấy là mình phải tìm hiểu nguyên nhân và chữa được cái tận gốc thì cái bệnh người ta mới khỏi một cách triệt để được. Thì đối với cái alaster này cũng vậy, thì đầu tiên vào thì mình cũng chỉ các bạn một chút. Đấy, thì đối với cái sơ đồ đường điện này. Đấy, thì các bạn thấy là cái alaster này là nó là cái bộ phận để nuôi cho tất cả những cái thiết bị điện ở trong cái máy lọc nước. Đấy, thì ở đây vào cái sơ đồ này các bạn thấy là gì, cái nguồn cái thiết bị mà sử dụng cái nguồn alaster này nó chỉ có mỗi hai thiết bị thôi. Thứ nhất là van bơm cao áp, đấy, và thứ hai là van từ. Thì có một số đời máy bây giờ thì các bạn thấy là nó sẽ lắp thêm một cái van từ tự động sục rửa màng dầu ở trong cái đường nước thải này các bạn. Đấy, thì cái này thì video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cấu tạo cũng như là nguyên lý hoạt động của cái van nước tự động sục rửa này. Thì hôm nay mình chia sẻ cái nguyên nhân chết nguồn alaster đó. Thì như các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy là ở đây cái van từ này nó dùng gọi là nó cũng sử dụng cái nguồn 24V. Tuy nhiên là các bạn thấy là gì, cái van từ này cái công suất của nó rất là nhỏ, tuy nhiên nên là về cái việc mà làm cho cái alaster cái cục alaster này cháy các bạn thấy là nó cũng rất là ít thôi. Thì cái nguyên nhân chủ yếu các bạn thấy là đây là bơm cao áp đó, bơm cao áp các bạn nhé. Đấy, thì từ cái sơ đồ như vậy thì hôm nay mình sẽ test và thử đo đạc cho các bạn luôn. Vì sao cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái việc mà chết cái nguồn alaster này lại bắt nguồn từ cái bơm cao áp này. Đấy, thì các bạn thấy là gì nhỉ, bơm cao áp thì nó sử dụng nguồn 24V này và nó chạy cái bộ kít trong này để nó hút và bơm nước vào màng dầu. Đấy, thì khi mà các bạn thấy là gì nhỉ, nó cái bơm này nó hoạt động quá công suất chẳng hạn thì nó sẽ ăn dòng. Đấy, bạn thấy là gì, alaster này dòng nó là 1,2A. đấy, và bình thường cái nguồn của nó khi mà có tải thì nó rơi vào từ 20 cho đến 26V. Đấy, tùy vào cái nội trở của đồng hồ này. Đấy, thì cái bơm này các bạn thấy là gì, nó hút đầy nước như vậy, và khi mà nó hoạt động quá công suất chẳng hạn thì nó dẫn đến là tình trạng là nó ăn dòng. Đấy, ăn dòng. Và cái nguyên nhân thứ hai là gì nhỉ, cái bơm này, cái rô to ở trong cái bơm này, thì video lần trước mình cũng tháo ra, mình làm cái video hướng dẫn về cái cấu tạo nguyên lý hoạt động của cái bơm này thì các bạn sẽ hiểu. Đấy, nó chạy bằng cái rô to trong ấy, thì các bạn thấy là khi mà rô to nó hoạt động lâu nhỉ, vì một cái nguyên nhân nào đó, độ ẩm rồi là dây đồng kém chất lượng hoặc cổ góp nó bị chạm nhỉ, thì nó dẫn đến chạm với rô to kia, rô to trong này.
Đấy, khi chạm cho to các bạn thấy là nó cũng kéo gì, nó cũng ăn dòng làm cho cái adapter này nó quá tải. Đấy, ở đây các bạn thấy là nó chỉ là 1,2A, mà khi mà cái bơm nó hoạt động lên đến khoảng 1,5A chẳng hạn thì các bạn thấy là cái cuộn dây trong này nó không chịu được, nó nóng và nó sẽ dẫn đến là bị cháy cái adapter này. Đấy. Thì bây giờ mình test thử các bạn là mình giả dụ cái bơm cái áp này nó bị cái đường nước ở trong cái máy giọt lọc dầu các bạn bị tắc nha. Đấy. Thì sẽ dẫn đến là nó tụt dòng như thế nào nha, nó tăng dòng lên và nó tụt áp như thế nào. Đấy. Đấy thì ở đây mình đã kết nối cái cục adapter này với một cái bơm cao áp này. Và bơm cao áp này mình đã đấu với nước nhá. Thì mình vẫn dùng cái bộ test áp suất này. Thì bây giờ mình sẽ cho máy bơm chạy và mình khóa cái vòi này, thì các bạn thấy là mình sẽ như kiểu là cái đường ra của bơm nó bị tắc vì nguyên nhân nào đấy, ví dụ như là tắc lõi dầu, tắc đường nước thải chẳng, hoặc tắc lõi 2,3 chẳng, thì nó sẽ cũng tương tự như là việc mà mình cho bơm chạy và mình chặn cái đường này vào hoặc là cho nó hẹp đi. Đấy thì đấy là nguyên nhân mà bơm quá tải vì là do tắc đường nước nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm điện vào và mình test thử. Ở đây mình cũng đã kết nối với đồng hồ rồi đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào các bạn nha. Đấy, các bạn thấy là bơm đã hút nước này, hút nước đẩy ra nhé. Thì khi mà chạy bình thường các bạn đã có tải thì nó sẽ rơi vào khoảng 25-26 V. Đấy. Đó. Đấy thì bây giờ ví dụ mình giả dụ như là cái lõi dầu nó bị tắc ra, hoặc nó tắc đường nước thải, hoặc là đối với những cái máy mà nó chạy theo cái sơ đồ 2 ấy, mà nó đi từ lõi số 1 vào lõi số 2 xong rồi mới đến lõi số 3 xong lên lõi dầu ấy, thì nếu mà nó tắc lõi 2,3 thì nó cũng rơi đến tình trạng là quá tải bơm nha. Nó dẫn đến là nóng nguồn nha. Đây mình khóa lại này. Cho nó dòng nó bé lại chẳng hạn. Thì bạn theo dõi đồng hồ nha. Đấy. Đấy các bạn thấy này này. Nó tụt xuống còn 10 19 V nữa các bạn. Trong khi đó nước này, nước vẫn chảy, mình giả dụ nó chảy bé này. Đấy, áp suất lên đến gì nhỉ? Đấy, lên đến 8 cân. 8 kg trên 1 cm vuông. Đấy. Đấy các bạn thấy này. Đấy. Nguồn tụt xuống này. Đấy, mình mở ra nhá, nguồn lại tăng lên. Đấy. Thì đấy là những cái đây là cái nguyên nhân chính mà nó nhân nhân chủ yếu mà dẫn đến cái chết cái cục RO này như vậy, à cục adapter này như vậy. Đấy thì các bạn này nhỉ, đối với gặp những trường hợp này thì khi mà cháy nhá, các bạn thay nguồn mới vào, các bạn phải có đồng hồ các bạn đo dẫn trước. Đấy, đo nếu mà nó vẫn tụt áp thì các bạn phải đảo lại, các bạn tìm hiểu nguyên nhân là nó tắc lõi 2,3 đối với cái sơ đồ đường nước số 2 đấy, mà mình giới thiệu ở đấy, hay là nó tắc lõi RO hoặc là tắc đường nước thải. Đấy thì khi mà các bạn kiểm tra những cái bộ phận này mà nước nó vẫn bình thường rồi thì các bạn mới thay nguồn mới vào nha. Đấy, không là các bạn thay vào thì các bạn lại mấy ngày thì nó lại cháy tiếp. Đấy, đây là cái nguyên nhân, cái lý do vì sao mà cái máy nhà bạn mà cứ thay nguồn mà nó chết liên tục như vậy. Đấy, đấy mình chỉ một cái nguyên nhân chủ yếu như vậy. Và các bạn lưu ý là trước khi thay cái mới vào thì các bạn phải tìm hiểu ra nguyên nhân để mình trị tận gốc nha bạn nhé. Đấy, bây giờ mình rút điện ra. Đấy, bình thường các bạn thấy là gì, khi mà nước nó đầy lên ạ, nước nó đầy thì khi mà gặp chướng ngại vật thì nó sẽ gì, làm cái bơm này nó ăn dòng lên đó. Đấy, các bạn thấy chưa, xuống 19 V. Đấy. Rồi, ok, mình rút ra nha. Đấy, đây là nguyên nhân thứ nhất. Đấy thì tiện đây thì mình cũng giải thích luôn các bạn nhé. Tại sao lại khi tắc đường nước nó giảm điện áp xuống thì nó lại dẫn đến chết bơm? Đấy, mình phải giải thích nó cặn kẽ, không là có một số bạn là cứ hay bắt bẻ nhé, hoặc là các bạn chưa hiểu. Thì các bạn thấy là tính đến công suất của dòng điện, các bạn nói là P P thì bằng gì nhỉ? U nhân nhân Y. Đấy. P ký hiệu là công suất. Đấy. U là hiệu điện thế, Y là cường độ dòng điện. Thì các bạn thấy là gì? Khi mà công suất nó tăng lên.
Đấy, công suất tăng lên thì các bạn thấy là một là U tăng, hai là Y tăng. Đấy. Khi mà chúng ta gì nhỉ? Khi mà chúng ta gì? Hồi nãy mình thử ấy, thì cái hiệu điện thế nó giảm xuống đúng không ạ? Hiệu điện thế giảm xuống thì hai cái đại lượng P này với UI này để bằng nhau thì các bạn thấy là U giảm xuống thì Y phải phải tăng lên đúng không ạ? Đấy. Ví dụ là 4 nhỉ? 4 thì bằng 2 nhân 2 chẳng hạn. Thì bây giờ các bạn thấy là ví dụ như là hiệu điện thế U nhỉ? Nó còn 1 thì Y nó phải là 4 thì mới bằng với vế này chẳng hạn. Để mình giải thích nôm na như vậy. Vậy các bạn thấy là khi mà gì? Hiệu hiệu điện thế số vôn ấy nó giảm xuống thì cái dòng này nó phải cao lên. Đấy. Dòng này cao lên ví dụ như là cái nguồn này các bạn. Ví dụ như là cái này tối đa nó chỉ sử dụng là nó chỉ ra là 1,2A nhưng mà khi mà gì? Khi mà dòng nó tăng lên là 1,4A thì cái này quá tải nó dẫn đến là bốc khói. Thế rồi. Đấy. Nguyên lý của nó như vậy. Đấy, vì sao các bạn thấy là gì? Cái bơm nó tải nặng thì nó lại dẫn đến cục chết của cluster như vậy. Đấy. Còn cái nguyên nhân nữa thì các bạn thấy là cái đấy, một cái nguyên nhân nữa. Ví dụ như là đối với những cái máy mà cái van hạn dòng này các bạn. Nó lắp thêm một cái van từ ở đây này. Van từ đồng, van cái van điện từ mà nó tự động sục rửa màng rô trong vòng 15 giây đấy. 15 giây. Đấy thì nó sẽ lắp vào đây. Thì cái nguyên nhân này thì các bạn thấy là nó cũng ít khi xảy ra thôi, tuy nhiên là nó vẫn góp phần làm chết cái cục cluster nhá. Đấy. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái van điện từ mà nó sục rửa màng rô trong vòng 15 giây thì các bạn thấy là nó sẽ có cái mạch điều khiển ở đằng trước máy đấy. Thì nó cấp điện cho cái van từ này. Đây là 24V này. Nó mắc song song với bơm cao áp. Đấy. Thì các bạn thấy là khi mà gì? Khi mà chỗ máy bắt đầu một cái quy trình chạy, ví dụ như là khi chúng ta lấy nước máy bắt đầu chạy lại từ đầu ấy thì cái mạch này nó sẽ cấp điện cho cái van từ này trong vòng 15 giây. Đấy, khi mà nó cấp điện cho đây thì các bạn thấy là cái mạch này mở này. Cái van từ này mở thì nước nó sẽ từ màng rồi nó sục rửa, nó không qua cái van F300 này nữa mà nó sẽ đi qua đây. Để làm cho cái dòng chảy trong này nó mạnh lên và nó sục rửa nó quét hết cặn bẩn ở trong cái lõi rô này đi này. Đấy. Thì khi mà ví dụ như cái mạch này nó trục trặc ra hoặc nó chập con IC nào đấy, chập con trí ắc và nó cấp điện cho cái này ra, nó không ngắt cái này thì các bạn thấy là cái bơm alater này nó cái mạch này nó cấp điện cho cái này nó chạy suốt này. Đấy, thì nó sẽ làm tăng thêm tải cho alater này. Đấy, cũng làm nguyên nhân làm cho alater bị cháy là như vậy. Thì khi cái gặp cái trường hợp này các bạn thấy là gì? Cắm điện vào không nước rô ra mà nước thải ra quá nhiều, các bạn không để ý cho nó chạy một ngày đêm nhá thì nó cũng dẫn đến chết cái adapter này. Tuy nhiên là cái trường hợp này nó rất ít nha các bạn nhé, nó chỉ là một trong phần nhỏ đấy nhá. Đấy thì cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là thủ phạm là cái bơm này. Đấy thì một cái nguyên nhân nữa từ cái bơm này các bạn thấy là nó bị om cái rô to ở trong này thì phần đầu mình cũng nói rồi. Thì khi các bạn mà kiểm tra tất cả các yếu tố đường nước mà nó không không bị tắc, không bị áp lực cao tăng lên ấy, thì các bạn đấu nguyên cái bơm này thì cái hiệu điện thế nó cái vôn trên này nó vẫn tụt xuống thì các bạn phải thay bơm mới nhé. Đấy, chỉ có mỗi cách là thay bơm mới thôi. Đấy. Thì đấy, thì video hôm nay mình chia sẻ với các bạn những cái nguyên nhân như vậy. Thì hy vọng là bạn nào mà gặp cái trường hợp này thì các bạn cái adapter này bị cháy thì các bạn không nên vội vàng thay vào, mà các bạn ghé nhá, bạn phải kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân thì nó mới triệt để được, để tránh tình trạng là các bạn thay hai lần. Đấy, thì cái học phí nó cũng rất là cao nhé. Đấy, bởi vì chúng ta không kiểm tra nó kỹ. Đấy, thì video mình chia sẻ như vậy thì mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã thường xuyên theo dõi kênh của mình và có những sự góp ý chân thành. Đấy, tuy nhiên là có một số bạn mình không hiểu là các bạn là cái gì. Đấy, cái này mình video nào mình cũng nói rồi thì mình không 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 chấp những thành phần đấy nha. Đấy, thì mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình thôi. Rồi, hy vọng là các bạn có thể
thêm một cái kinh nghiệm mới. Đấy, thì mình chia sẻ như vậy. Rồi, chào bạn, chúc bạn thành công nha.